Những ngày giáp Tết cũng là lúc mà chúng ta thường xuyên phải giao dịch về tiền bạc, chuyển khoản để giải quyết các khoản nợ trước khi bước sang năm mới. Tuy nhiên nếu không cảnh giác thì rất dễ dính phải bẫy của những kẻ lừa đảo. Ngày hôm nay 27 tháng 1, Công an quận Hoàn Kiếm thành phố Hà Nội cho biết đã khởi tố bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Hoan, 27 tuổi ở Quảng Trị về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền hơn nửa tỷ đồng. tại cơ quan công an nguyễn văn hoan khai nhận đã sử dụng mạng xã hội facebook đăng bài lên các trang nhóm mua bán thẻ tài khoản ngân hàng sau đó tìm kiếm người có nhiều mối quan hệ thành công trong cuộc sống thường đăng ảnh đi du lịch mua sắm các tài sản có giá trị sau khi tìm được tài khoản đúng tiêu chí, Hoan lập tài khoản Facebook mới, có thông tin giống tài khoản mẫu, gửi lời mời kết bạn với những người trong danh sách bạn bè của họ, kèm theo đường link giả có chứa mã độc để lấy thông tin từ đó, chiếm quyền và inbox và list danh sách bạn bè của họ để hỏi vay tiền. Mỗi lần vay 15,5 triệu đồng với lý do là tài khoản bị lỗi chưa chuyển được sẽ chuyển trả ngay khi tài khoản hết lỗi, rồi chuyển qua số tài khoản khác để ra cây ATM để rút tiền. Để tránh bị camera tại cây ATM quay lại hình ảnh, Hoan đã mặc áo mưa, đeo khẩu trang, đội mũ bảo hiểm khi đi rút tiền. Qua sau kê tài khoản của Hoan dùng để lừa đảo, số tiền chuyển khoản lên tới con số là 510 triệu đồng. Hiện nay thì vụ án đang được mở rộng điều tra.